Thế thì câu chuyện là bạn thực sự muốn điều gì trong cuộc đời này? Và có một câu nói rất nổi tiếng là hãy chắc chắn khi bạn đặt chân lên nấc thang thành công thì nó phải dựa vào bức tường phù hợp. Đó. Thế thì cái giá trị của bạn nó phải phù hợp với mục tiêu của bạn không? Đó. Cho nên tôi muốn nói ngày hôm nay á, là cái giá trị của bạn nó phù hợp với mục tiêu chưa? Thì câu trả lời là gì ạ? Bạn thực sự muốn gì trong cuộc đời này? Đó. Cái câu nói của Stephen Covey là gì ạ? Hãy chắc chắn là khi bạn đặt chân lên nấc thang thành công thì nó phải dựa vào cái bức tường phù hợp, được không ạ? Và cuộc sống này sẽ vô nghĩa nếu không được kiểm nghiệm, không được kiểm chứng. Và ngày hôm nay tôi muốn nói các anh chị đâu là cái giá trị thực sự của bạn. Tôi muốn cùng anh chị define là bạn là ai. Đó, hay câu hỏi của mình là who am I? Mình là ai? Và thế thì làm thế nào để mình xác định được cái điều mình muốn hay cái giá trị thực sự của mình? Thì tôi có vài kỹ thuật sau đây. Trong 8 buổi livestream mà trong cái chuỗi 30 ngày về xác định mục tiêu và chinh phục mục tiêu và đạt cái điều mình muốn nhanh nhất đó, tức là bất kỳ anh chị đặt đặt mục tiêu trong bất kỳ lĩnh vực nào thì xem livestream của tôi trong một xuyên suốt 30 ngày thì anh chị sẽ đạt mục tiêu ít nhất là nhân đôi cái hiệu quả của cái giá trị của mình lên. Tôi không dám nói là anh chị sẽ nhân 5, nhân 10, nhân 100 bởi nó cần thời gian để tích lũy đủ. Nhưng mà nhân 2 sau 30 ngày là điều tôi đã làm rất nhiều lần rồi và tôi sẽ giúp các bạn làm điều đó. Rồi, làm thế nào để chúng ta có thể xác định được cái giá trị của mình? Đó. Làm thế nào để chúng ta có thể xác định được cái gì ạ? Cái giá trị của mình thì báo các anh chị một tin. Đó, báo các anh chị một tin. Đó là làm sao biết được cái giá trị của mình và câu trả lời tốt nhất đó là gì ạ? Chúng ta hành động. Chính hành động với quyết định con người của bạn, chính cái hành động là cái cách để chúng ta xác định được giá trị bản thân. Đó. Và bởi vì sao ạ? Chúng ta tin tin vào trực giác thế này này. Niềm tin vào bản thân là niềm tin là cái nền tảng đưa đến cái gì ạ? Đến cái vị sự vĩ đại. Nó bắt đầu từ việc lắng nghe trực giác của mình. Trực giác là gì ạ? Những cái cảm nhận mà không có giác quan nào. Trực giác có nghĩa là nằm ngoài năm giác quan gọi là trực giác, tức là những cái feeling, cái cảm xúc, những cái gọi là gì ạ? Cái gọi cái mà người ta hay gọi là giác quan thứ sáu, gọi là sixth sense, giác quan thứ sáu. Tức là cái ngoài năm giác quan của con người ra thì giác quan thứ sáu gọi là trực giác, cái cảm nhận mà không nhiều lúc không nói nên lời á. Đó. Thế thì làm thế nào để chúng ta biết được cái giá trị của mình thì thông qua hành động đó, chúng ta dõi theo hành động nhé. Bởi vì hành động thì sao ạ? Chúng ta sẽ xác định được giá trị của mình là ai. Thực tế thế này này, giá trị của bạn đó, giá trị của bạn được sắp xếp bằng cái việc là bạn hành động như thế nào. Đó. Và làm thế nào để biết được cái hành động của mình thì xác định liên quan đến việc giá trị. Thì tôi muốn nói các anh chị thế này, đó là cái giá trị á, cái giá trị sống của mình đó là gọi là triết lý sống của mình, triết lý sống. Anh chị biết cái hiểu là từ là gọi là triết lý sống không? Làm sao biết được cái triết lý sống của mình hay là giá trị sống hay là chính là cái triết lý sống của mình á, thì Dale Carnegie, nếu anh chị đọc cuốn sách mà Đắc Nhân Tâm á, thì cuốn sách của Đắc Nhân Tâm ông cái người viết đó là Dale Carnegie, ông nói như sau: hãy cho tôi biết điều gì tạo nên cảm xúc mạnh mẽ nhất. Đó. Điều gì mà tạo ra cái cảm xúc mạnh mẽ nhất thì đó thì ông biết được cái triết lý sống của người đó. Tức là để hiểu triết lý sống của một người, người ta biết được cái gì ạ? Chỉ cần cho biết là cái cảm xúc mà bạn gì ạ? Bạn bạn mạnh mẽ nhất, tức là cái gì ạ? Cái điều gì làm cho cái cảm xúc của bạn trở nên mạnh mẽ nhất thì đó chính là triết lý sống của bạn, được không ạ? Ví dụ bạn nhìn vào cái hình ảnh cái người cậu bé châu Phi này đang chết đói này và có người Tây đang cho uống nước và nhìn cái đứa bé như thế này này thì đứa bé này đang là 3-4 tuổi và nó nhăn nhẹo như thế này, nó khô quẹo như vậy. Bởi vì sao ạ? Nó đang sống trong cái vùng châu Phi, nước không có và đồ ăn không có. Và nếu như bạn nhìn vào cái hình ảnh này bạn cảm động thì cái triết lý sống của bạn đó là mang tính chất nhân văn, đó là bạn thích cái yêu thích cái việc gì ạ? Đóng góp cộng đồng xã hội và muốn là ảnh hưởng đến việc xã hội và giúp đỡ người khác. Thì đó, thông qua cái hình ảnh này bạn bị cảm xúc mạnh đó, tức là bạn nhìn vào cái hình ảnh này bạn bị cảm xúc mạnh thì đó chính là cái triết lý sống của bạn đó. Đó, là mang tính chất là giúp cho người khác, là xã hội, là nhân văn. Thế thì đó, để biết được cái giá trị sống, triết lý sống thì chỉ cần dò vào cái gì, tìm hiểu cái hành vi quá khứ của mình thôi. Tức là dò những cái điểm, những cái gì mà mình làm trước đây về những cái quá khứ, những cái hành vi của mình á, thì thông qua đó mình biết được cái giá trị sống của mình. Đó. Ví dụ như bạn khi bạn gặp áp lực, bạn sẽ hành xử như thế nào? Đó. Nếu bạn gặp áp lực bạn từ bỏ thì cái triết lý sống của bạn là gì ạ? Hay buông bỏ và nói chung là sao ạ? Và hay là bạn lựa chọn thế nào với thời gian hay tiền bạc của mình khi bị bắt buộc?
Thì đó, tất cả mọi cái sự lựa chọn của bạn đều là một triết lý sống của bạn. Và thông qua những câu hỏi như thế này, chúng ta biết được cái triết lý sống của mình các anh chị nha. Thế thì đó là một cái hình ảnh mà tôi ví dụ, đó là bạn nhìn vào một cái hình ảnh mà bạn cảm giác nó gì ạ, bị tác động mạnh, bị cảm xúc mạnh, thì bạn hình thành ra cái triết lý sống của mình. Bởi vì đó,